không phải là thông tin xấu nào chúng ta cũng bác bỏ mà nói đó là thông, thông tin phớt cho nên không cần quan tâm đến có nhiều thông tin chúng ta cần phải quan tâm đến những thông tin phớt là những thông tin mà người ta phản ứng đó nhiều hơn là cái sự thật cho nên chúng ta mới gọi là những thông tin phớt và chúng ta nghe nói tới rất là nhiều trong thị trường này rồi à, thường có làm một cái video gần đây đó để thường cho các bạn thấy được là video nào và những video này đó thường sẽ cố gắng nhớ để mà để cái link bên dưới để các bạn có thể bấm vào để mà xem thì gần đây thường có làm một cái video nói về những cái tin phết các bạn nghe hoài cũng chán, đó chính là cái video 1028 giải thích nhiều hơn về cái sự kiện này à, Và chúng ta trong mùa tăng trưởng đó, chúng ta sẽ nghe liên tục những cái sự kiện này lặp đi lặp lại mùa tăng trưởng nào cũng vậy mà thôi à, Thường có đăng một cái về viết gần đây đó, để thường cho các bạn thấy được là chúng ta thấy được là năm nào, mùa tăng trưởng nào Chúng ta cũng nghe nói tới những cái thông tin phết tương tự Thì các bạn đã sợ chưa? Thị trường còn quá nhiều weak hands cần phải bị loại ra của thị trường này thị trường này chỉ dành cho những diamond hands mà thôi bitcoin có được ngày hôm nay đó là không phải là từ chăn ấm nệm mềm mà là từ đạp trên đầu của fed để mà tiến lên trong vòng một năm qua fed trong vòng một năm qua đấy đếm không đếm hết được rất nhiều các bạn thấy được là fed quan the Craig Wright là người sáng lập ra bitcoin các bạn mình nên nhớ tin tức này cũng khiến cho thị trường khá là đảo chiều và cho nên Yellen có nghĩa là bộ trưởng bộ tài chính hiện tại không thích Bitcoin cũng khiến cho thị trường cũng trao đạo. Rubini, uh, Warren Buffett những cái hard fork đến từ uh, Bitcoin uh, máy tính điện tử sẽ tiêu diệt Bitcoin cấm mining, cấm trading, KYC, uh, ransomware, CAA bộ trưởng bộ tài chính bộ tài chính của Hoa Kỳ sẽ có những lực cắt giao đó với Bitcoin crypto uh, Trung Quốc Hàn Quốc, Tether Rất nhiều và rất nhiều những thông tin Thì tại sao những thông tin này chúng ta gọi là first Tại vì các bạn thấy được là những thông tin này đó Khi mà chia sẻ đó thì mọi người lại phóng đại lên Khiến cho rất nhiều người lo lắng Như là các bạn thấy được là thông tin liên quan tới máy tính điện tử đó Chúng ta lại sẽ nghe nói tới Trong cái đợt tăng trưởng này Chỉ là chưa nghe nói tới mà thôi Nhưng mà trong vòng bao nhiêu năm qua đó thuận nghe nói tới thông tin liên quan tới máy tính điện tử sẽ tiêu diệt bitcoin không biết là bao nhiêu lần rồi mà trong cái thời gian là bao nhiêu năm qua các bạn thấy là có lần nào là có máy tính điện tử uh, để mà tiêu diệt bitcoin đâu đây là điều mà thuận muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta nhìn vào cái tình hình hiện tại đi thì cho đến thời điểm bây giờ đó như đời thường đã chia sẻ được thường đi trở về cái thời điểm hiện tại cái phần trăm đi xuống bây giờ đó thì cũng là cao đó chứ không phải là thấp đâu. Tại vì phần trăm đi xuống bây giờ đó là 32%, có nghĩa là các bạn thấy được là cái phần trăm đi xuống ở thời điểm hiện tại đã cao hơn những cái đợt điều chỉnh từ đầu năm tới bây giờ rồi. Thì các bạn thấy được là cái phần trăm điều chỉnh này tuy là cao nhưng mà so sánh với lại những đợt tăng trưởng trước đây nhất là năm 2017 các bạn thấy được đây là thời điểm 16 như 17 đó chúng ta cũng nhìn vào biểu đồ này cũng nhiều lần rồi cũng thấy chán rồi nhưng mà thường nghĩ là có nhiều bạn mới tham gia vào cho nên đây là lần đầu tiên thấy cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn đó là năm 2016 như 17 đó đợt tăng trưởng đó chúng ta có ít nhất là 1 2 3 4 5 6 lần mà Bitcoin điều chỉnh mạnh và điều chỉnh từ mức là từ 29% lên tới là 38% đã có 3 lần trong đợt tăng trưởng đó Bitcoin điều chỉnh 38% thì đó là thời gian của năm 16-17 đó, lúc đó vốn hóa Bitcoin thấp hơn, giá Bitcoin cũng thấp hơn. Thì có phải chúng ta sẽ thấy những đợt điều chỉnh như là 38% hay là không? Thì tôi nghĩ là nếu như mà tính theo cái tình hình vốn hóa bây giờ đó, thì uh, nếu như mà điều chỉnh 38% thì giá Bitcoin phải xuống tới mức nào? Thì giá Bitcoin đã phải xuống tới mức là khoảng 36.800 đô thì cũng coi như là điều chỉnh như là những đợt của năm 2016 và năm 2017 nhưng mà đối với thuận đó cái sự mà đáng lo ngại hơn là nếu như chúng ta điều chỉnh hơn 40% thì lúc đó thường mới bắt đầu là có cái sự suy nghĩ khác tại vì tính theo cái tình hình đó, thì chúng ta thấy được là giá Bitcoin đó điều chỉnh hơn 40% thì đã không xảy ra năm 2016, 2017. Đúng là năm 2013 chúng ta có những cái đợt như là Bitcoin điều chỉnh xuống rất là sâu. Sau đó rồi lại họ phục trở lại và đạt đỉnh mới trong vòng thời gian có vài tháng mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta không nên so sánh Bitcoin tình hình bây giờ với năm 2013 mà chúng ta nên nhìn vào năm 2017 đi. Thì nếu như mà điều chỉnh hơn 4% thì coi như là không phải là một cuộc điều chỉnh thông thường. Cho nên nếu như Bitcoin xuống đến mức là khoảng dưới 35% thì Thuận đã bắt đầu có cái sự suy nghĩ khác rồi. Chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi xem còn như thế nào. Cho nên không phải lúc nào chúng ta cũng nhắm mắt để mà đi mua Bitcoin hay là chúng ta cũng nhắm mắt và bỏ hết những cái thông tin mà chúng ta không muốn nghe. Cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải hiểu được những gì chúng ta cần phải lo lắng và những gì chúng ta chưa cần phải lo lắng. Tuy nhiên Thuận chỉ chia sẻ về bạn thân Thuận mà thôi Thuận đã chia sẻ với các bạn đó là mỗi người thì mỗi khác à, Các bạn không nên làm theo những gì mà Thuận làm cũng như là không nên làm theo những người khác làm Tại vì đầu tư rất là cá nhân Tùy theo là các bạn mua mức nào, các bạn mua bao nhiêu Và cái phần các bạn đầu tư là tài sản của các bạn là phần đó là phần trăm bao nhiêu vân vân Đó là những điều mà tất cả đều là cá nhân hết Cho nên các bạn không thể nào mà cứ đi theo một người nào đó được Các bạn cũng đã biết là Thuận À, ngoại chỉ làm YouTube ra, đó, Thuận vẫn làm công việc công ty. Đó chính là thu nhập chính của Thuận, cho nên Thuận vẫn có nguồn thu nhập hàng tháng và có thể nhiều bạn đã đón được là thu nhập của thuận hàng năm rất là cao đến từ công ty thì thuận lúc nào cũng sẽ có cái nguồn thu vô để có thể là hỗ trợ cho thuận về cái phương diện là thu mua crypto cho nên không phải ai cũng như thuận thuận hiểu đôi đó cũng vì lý do đó các bạn cũng cần phải đưa ra những cái quyết định cho bản thân mình đối với bản thân thường thì chỉ có thể chia sẻ với các bạn là tới thời điểm bây giờ cho đến khi nào mà chúng ta thấy Bitcoin xuống tới 35 000 có nghĩa là 40% thì lúc đó thường mới bắt đầu có những cái sự suy nghĩ khác à, có thể đây không phải là một cái cuộc điều chỉnh thông thường tôi sẽ chia sẻ thêm khi mà tình hình tới đó cho đến thời điểm bây giờ thì thường vẫn sẽ tiếp tục thu mua tiếp tục DCA như là thường lợi và đây cũng là một cái cách nhìn khác liên quan đến đợt tăng trưởng của năm 2017 các bạn thấy được là chúng ta tùy theo là đếm từ ở bên trên giá cao xuống tới giá thấp đó là phần trăm bao nhiêu thì cũng có một số đợt năm 2017 các bạn thấy được là có hai đợt giá Bitcoin có điều chỉnh khoảng chừng là 40% cho nên các bạn thấy được là ngay cả năm 2017 chúng ta cũng có những đợt điều chỉnh xuống 40% nhưng mà hơn 40% không phải là một cái chuyện thông thường khi chúng ta nói tới cái phần trăm điều chỉnh. Cho nên 40% đó chính là cái điều mà thường quan tâm nghĩa là mức giá khoảng chừng là 35.000 đô. Thì hôm qua thường có hỏi các bạn đã trong tình hình này Các bạn đang làm gì? Các bạn đang lo sợ? Các bạn đang bán? Các bạn đang mua? Các bạn tiếp tục hodl hay các bạn làm gì? Thì thường refresh lại đã có 1091 bạn bỏ phiếu Và cộng đồng thông khác với độ rồi, các bạn thấy được là phần lớn là Diamond Hand Có nghĩa là phần lớn nó là tiếp tục hodl 58,66% còn lại 38,41% nó là mua tiếp thì cộng hai cái này lại các bạn thấy được đã là 90 khoảng chừng là 97% rồi. 97% nói là vẫn tiếp tục hoa đồ và tiếp tục mua tiếp như thế nào được cộng đồng thuận capital là một cộng đồng uh, diamond hand và các bạn có thể biết là trong vòng mấy ngày qua thường thu mua uh, liên tục và trong vòng một tháng qua nhiều bạn có thể biết thường thu mua cũng đã hơn 200 000 đô rồi có thể nói là thường thu mua liên tục và rất nhiều trong thời gian mà mình hồi điều chỉnh này và đương nhiên sẽ tiếp tục thu mua trong thời gian tới đây cho đến khi nào mà thường cảm thấy là tình hình đã thay đổi không chỉ là một cái cuộc điều chỉnh thông thường mà có một cái gì đó thường sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà một điều khác nữa đó mà thường đã suy nghĩ đến và thường muốn chia sẻ với các bạn đó là nếu như mà bitcoin đột ngột mà đi xuống dưới 35.000 thì có phải là thường nên bán lập tức hay là không thì có một điều khác mà thường đã suy nghĩ đến là không hẳn như vậy nếu như mà bitcoin dạ sẽ như là xuống à, dưới 40.000 đi sau đó chúng ta có là Janet Yellen hay chúng ta có à, những người mà có sức ảnh hưởng như là Elon Musk lại đưa ra một cái thuyết à, làm ảnh hưởng đến giá cả, thì giá cả nhanh chóng bị đẩy xuống dưới 35.000 thì cái đó là tại vì mọi người đã phản ảnh quá mạnh về một cái câu nói của một ai đó có sự ảnh hưởng chứ không hẳn là chúng ta đang thấy một cái gì đó đang xảy ra khác thường cho nên cái đó cũng là một điều mà Thuận cũng sẽ suy nghĩ đến vì lý do đó Thuận sẽ chia sẻ với các bạn thường xuyên trên những mạng xã hội để các bạn có thể biết được là Thuận đang làm gì cho đến thời điểm hiện bây giờ như đã chia sẻ chỉ khi nào Bitcoin xuống tới 35.000 lúc đó là Thuận mới bắt đầu có những suy nghĩ khác mà thôi và đương nhiên thường có thể chờ Bitcoin xuống 35 ngàn Tại vì các bạn cũng đã biết là cái giá chúng mình thường mua rất là thấp Mỗi người sẽ mỗi có cái góc nhìn khác nhau về ở mức nào là hợp lý đối với các bạn Cho đến bây giờ thường vẫn sẽ tiếp tục DCA như là thường lợi Thì chúng ta thấy đó là không chỉ liên là cộng đồng thường capital có diamond hand mà đương nhiên người mà có diamond hand mạnh đó chính là michael saylor michael saylor đã đưa ra thông báo ngày hôm nay đó là công ty michael strategy lại tiếp tục mua thêm 229 bitcoin với cái số tiền bỏ ra là khoảng 10 triệu đô la à, tiền mặt và cái giá trung bình họ thu mua là 43.663 cho mỗi một Bitcoin cho đến ngày 18 tháng 5 đó, ngày hôm nay đó thì công ty MicroStrategy đã hoa đồ tổng cộng là 92.079 Bitcoin và cái số tiền bỏ ra đó là 2,25 tỷ đô la, có nghĩa là mỗi Bitcoin đó đáng giá trung bình là 24.450, cái đó là cái giá mà họ thu mua vào. Cho nên các bạn thấy được là thời điểm bây giờ thì MicroStrategy vẫn tiếp tục thu mua mà thôi Nhưng mà họ có tiếp tục thu mua hay là không khi mà Bitcoin xuống dưới 35 ngàn đó mới là câu hỏi Và đây cũng là một trong những yếu tố mà Thùng muốn xem coi là nếu như mà Bitcoin thật sự xuống tới đó thì như thế nào Nhưng mà bây giờ Bitcoin vẫn trên 40 ngàn và khi mà Bitcoin đi xuống đó thì sẽ có rất là nhiều những bài báo đưa cho các bạn những cái thông tin làm cho nhiều bạn quảng hút hơn như là các bạn thấy được là Cointelegraph đưa ra một cái bài viết là dựa theo một chuyên gia trên CNBC thì giá Bitcoin có thể xuống dưới 29.000 trong đợt đi lên này. Tôi nghĩ là nếu như Bitcoin xuống 29.000 thì chúng ta có thể không còn trong một đợt đi lên nữa đâu. Và các bạn thấy được là đây cũng là một cái bài viết đó mà cũng không có hoàn toàn là khớp với lại cái sự thật. Nghĩa là bài viết này mang cái tính chất là gây ra nhiều cảm xúc hơn là sự thật. Tại vì đây là bài viết À, xuất phát từ một cuộc phỏng vấn ở trên CNBC thì họ có mời một người tới và người này đó thì nhìn vào cái biểu đồ của Bitcoin nhìn vào những cái đợt đi xuống giá trước đây như là chúng ta cũng thường hay làm đó thì à, nói là nếu như mà Bitcoin đó đi xuống đó thì nếu như mà đi xuống à, thông thường thì có thể xuống khoảng chừng là 30 phần trăm như là chúng ta mới vừa nói tới Bitcoin xuống 30 phần trăm của nó thông thường mà thôi nhưng mà có thể xuống thấp 55 phần trăm có nghĩa là cái mức mà thấp nhất đó là 55% có nghĩa là Bitcoin có thể rơi xuống là 29.000 đô. thì đối với người này trên CBC đó thì ông ta tin tưởng là Bitcoin đang nằm ở trong cái dùng hỗ trợ nhưng mà cái dùng hỗ trợ đó không phải là một cái tảng đá đụng vào đó rồi đứng nghiêng và không rơi nữa mà dùng hỗ trợ đối với ông ta đó thì so sánh dùng hỗ trợ như là cái nệm gì đó khi mà các bạn nhảy đến cái nệm thì cái nệm có thể là đàn hồi cho nên Bitcoin đã nằm trong một vùng hỗ trợ rồi, chỉ không biết là đàn hồi đi xuống đến mức nào trước khi mà bứng cho lên mà thôi. Và 55% đó là ông ta đã tính luôn những cái đợt mà không phải là uh, điều chỉnh mà những cái đợt đi xuống như là các bạn thấy được là năm 2013 tới 15 đó thì Bitcoin mùa đông đi xuống 87%, năm 2017 đến 18 đó mùa đông là đi xuống là 88% thì tính luôn trung bình như vậy đó thì mới ra cái số là 55% Bitcoin có thể đẩy về 29.000 nhưng mà trên căn bản đó chúng ta không thể tính những cái mùa đông đó tại vì đó không phải là đợt điều chỉnh trước khi mà có sự tăng trưởng mà đó là cái mùa đông crypto cho nên không tính cái đó đó thì cái người bên dưới này đã để lại cái comment thì không tính những mùa đông crypto thì chúng ta thấy được là Bitcoin nó thường trung bình cho mùa tăng trưởng nó là sẽ xuống khoảng chừng là 36% như là chúng ta cũng đã nói tới hồi nãy giờ cho nên Thụ mới nói là 4% là cái mức mà thuận mới bắt đầu là có cái sự lo lắng bây giờ thì vẫn chưa